Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là ngày 8 tháng 1 năm 2020. Đồ gỗ Đỗ Mạnh của chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng bộ bàn ghế Quốc Đào Vũ Cụ T10 6 món. Hàng gồm một chiếc ghế dài, hai chiếc ghế đơn, một bàn to, một đôn kẹp và một chiếc đôn ngồi. Hàng này là hàng đặt theo yêu cầu chú Phúc ở Bắc Linh. Bộ này là có giá trị là 35 triệu giá công khai của chúng tôi. Chú ý lấy cả một bộ bàn ghế ăn, gỗ chất liệu là gỗ ngõ đỏ, xó ghế, bàn 1m6. Bộ thì có giá là 25 triệu nha các bạn nhé. Hoàn thiện sơn BU như tôi đang quay video đây. Đây là đang là sơn màu hương. Đấy, chất liệu là gỗ vụ Lào nha các bạn nhé. Đây, hàng là hàng dày dặn, hàng VIP, hàng đặt theo yêu cầu. Đấy, hàng gồm 6 món nhé. Bây giờ tôi sẽ quay chi tiết chiếc đoạn dài cho quý khách xem. Đây, chiếc ghế dài này là đục đào nhé, chạm đào, hàng là đục giả cỏ nhé, hàng Vĩnh Quốc. Đấy, hàng đục cực kỳ sắc nét nhé, đục là cực kỳ sâu. Đây là cái vách tựa lưng này là dày 3 phân nhé, đục là đục kênh bong nhé các bạn nhé. Đấy, đục rất chi là sắc nét, các bạn có thể thấy. Và nước sơn của chúng tôi là rất là chất lượng luôn. Đây, sơn là sơn Đại Kiều nha các bạn nhé. Hàng là chạm khắc cực kỳ là tinh xảo. Đây, từ cái nhọn quả đào này các bạn. Đấy, nếu mà các bạn có thích xem hàng tận nơi thì hãy đến cơ sở chúng tôi. Cơ sở của chúng tôi là địa chỉ là Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Đồ gỗ là đồ gỗ Đỗ Mạnh nha các bạn nhé. Đấy. Đấy, tôi quay cận cảnh cho các bạn xem nhé. Đấy, các bạn nếu mà muốn xem hàng mộc thì hãy đến cơ sở của chúng tôi xem chi tiết luôn. Đây là người ta đã xem hàng và ký vào sản phẩm, ký ở bên dưới nha các bạn nhé. Đây là cảnh đục tứ quý, đục tung cúc trúc mai nha các bạn nhé. Đây, đây tôi sẽ quay phía sau của chiếc đoạn này. Phía sau của chúng tôi cũng gọi là đục ở phía sau, đục trang trí luôn. Đấy, còn phần ván với cả khuôn tranh của chiếc đoạn này thì bây giờ tôi sẽ mới tặng. Đây là yếm của nó cũng là dày 3 phân nha các bạn nhé. Còn khuôn tranh của nó là cũng dày 3 phân này. Ván của nó, riêng cái ván này là ván 2 phân nha các bạn nhé. Đấy, ván mặt ghế dài này, mặt bàn này, mặt ghế này đều là dày 2 phân hết. Đây, còn bây giờ tôi sẽ quay đến hai chiếc ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn này là độ dày thì cũng như là cái chiếc đoạn. Đấy, yếm của nó cũng là 3 phân này. Đấy, khuôn tranh 3 phân, còn ván cũng là 2 phân. Đấy, hàng là cực kỳ đẹp. Hàng này là hàng đặt theo yêu cầu nha các bạn nha. Nên hàng bên chúng tôi chọn gỗ rất là kỹ càng. Nên các bạn yên tâm về chất lượng hàng nha. Đấy, các bạn đây là khách đặt xong về xem mộc, rồi ký tên vào sản phẩm. Chúng tôi bắt đầu mình hoàn thiện sơn BU lên. Đấy, nếu mà các bạn có nhu cầu đặt hàng hay là tư vấn hàng hay là sản phẩm khác thì hãy liên hệ với chúng tôi hoặc là lên website của chúng tôi là đồgỗdỗmạnh.com để xem thêm sản phẩm khác. Còn nếu mà muốn tư vấn hay là đặt hàng thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình đây, 0944222266 hoặc là 0386266789 để được đặt hàng nhé các bạn nhé. Còn nếu mà muốn đến tận cơ sở đây thì địa chỉ của chúng tôi đây là ngõ Bắc, Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Đồ gỗ Đỗ Mạnh nha các bạn nhé. Đấy, tôi sẽ quay lại hai chiếc ghế đơn này. Đấy, hàng te là cực kỳ tròn nhé, rất chi là sắc nét. Hàng này thợ là uốn là rất là cong, cột rất là đẹp. Đấy, từ đến cái te này, te vòng, độ vòng rất là đẹp nha các bạn nhé. Đấy, mặt của bên chúng tôi cũng phải là chọn riêng gỗ này thì là rất chi là ít vân, nên chúng tôi cố gắng chọn mặt là có vân để làm bộ ghế nó tôn lên vẻ đẹp của nó nha các bạn nhé. Đây, còn đây là cột, đó, cột của nó là không tâm nha các bạn nhé, cột tròn rất chi là đẹp, rất chi là sắc nét nha các bạn nhé.
hai chiếc ghế đơn này thì là có kích thước thì là 80 nhân với cả 55 nha các bạn ạ. Chiều cao của nó là 1m25. Đây, còn đây là chiếc bàn của nó. Bàn của nó là có ngăn kéo nhá. Bàn là có hai ngăn kéo này các bạn này. Bàn của nó có kích thước là 60 nhân với cả 1m3 nha các bạn nhá. Yếm là cũng là dày 3 phân này. Khuôn tranh 3 phân này, ván là 2 phân này. Hàng là cực kỳ dày ấy. Bộ này có giá là 35 triệu nha các bạn nhá. Bàn là bàn ngăn kéo rồi, hai bên là ngăn kéo này. Đấy, còn đây là chiếc đôn ngồi. Chiếc đôn ngồi này có kích thước là 40 x 40. Đấy, yếm yếc thì cũng dày như ghế. Đấy, còn kích thước của cái đôn kẹp này là 40 x 50 các bạn nhé. Nếu mà các bạn mua bộ bàn ghế này thì sẽ được tặng kèm một chiếc kính đôn và một chiếc kính bàn to. Đấy, và được tặng kèm thêm là một cái khay trà gỗ hương, chất liệu là gỗ hương đỏ Lào. Đấy, nếu mà quý khách mà có mua thêm khoảng 2 sản phẩm nữa bên cơ sở của chúng tôi thì sẽ được giảm giá đấy. Được giảm giá 3% tổng giá trị sản phẩm nha các bạn nhé. Nên được rất nhiều ưu đãi các bạn ạ. Nếu mà các bạn có nhu cầu thì hãy đặt hàng và hãy gọi điện nghe cho chúng tôi theo số điện thoại 0944 222266 hoặc là 038 626 6789 để được tư vấn và đặt hàng. Đây, đây là mặt so của hai chiếc ghế đơn nha các bạn này. Tôi sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Chiếc chân so chúng tôi lạo gọn và đánh giáp rất chi là kỹ, từ gót chân để trở lên trở lên mặt nha các bạn nha. Video của chúng tôi xin quay đến đây thôi. Nếu mà quý khách thấy video này hay, đẹp thì hãy cho chúng tôi một like và một bình luận ở phía dưới và một nút chia sẻ nha các bạn nhé. Và một đấy. Chúng tôi xin hẹn quý khách lần sau. Đấy, video tới nha các bạn nhé.